ngã đau ấy. Sao mày không nói ngay từ đầu đi, để cho tao phải muối mặt đi nói với lão ấy. Mà tao lạ gì mày, đứng núi này trông núi kia. Mày ngãng ra là vì mày thích cái thằng Liêu cái gì? Chị... tao chả đi gúc trong bụng mày. Mà tao dặn đây này, đừng có mà dại xì tiền cho nó đấy nhá, không rồi lại mất cả chì lẫn chài ấy. Chị cứ nói thế, em ấy đâu có tiền cho như vậy. Cũng đúng, mày thì làm quái cho có tiền, nhưng mà tao cứ dặn thế. Đàn bà con gái nhiều khi yêu rồi là cũng mờ mắt vì tình ấy. Có bao nhiêu là dâng hiến hết, có khi không có ấy, lại phải mượn khắp nơi để cho tiền ấy. Sống ở đời ấy là phải tỉnh em ạ. Tỉnh chị, nhiều tiền đến lập miếu làm gì? Tao đã cảnh báo với mày rồi, cái loại sống ảo để cua gái như mày ấy, rồi ngày này cũng đến rồi. Nhưng mà tao không ngờ lại đến sớm như vậy. Chúc mừng nhá, nhân vật chính trong bộ phim Chạy Nợ bây giờ không còn là việc riêng của mày nữa rồi. Mày mải chạy nợ nên không biết, cả lớp đều lĩnh hết rồi đấy. Không tin à? Đứa nào có máy cho nó xem cái. Không chỉ phát tờ rơi đâu, ảnh của mày xuất hiện khắp nơi rồi đấy. Chưa kể là cả lớp bị tắc tên làm phiền. Khôn hồn thì trả nợ đi. Có bọn này đến trả nợ à? Đây. Cầm trước đi. Bao nhiêu đây? Không phải đếm, không thiếu một xu. Bao nhiêu? 3,5 triệu. Ông đùa thằng này à? 3,5 triệu không đủ tiền xăng xe à? Ok. Tiền nào chả là tiền kìa. Nhận tiền xong cho xin cái biên nhận nhá. Ba cái đồng bạc còn phải giấy nữa. Thằng này hôm nay hơi mệt cho nên không muốn đôi co. Có gì cứ làm việc với Luyến luôn. Cho cốc trà đá chị. Vâng ạ. Thế nào, xong rồi à? Xong rồi, ngồi uống nước đã. Xin cốc nước chị ơi. Vâng ạ. Sáng đến giờ mà lắm bọn cò mồi nó lắng nhắng bám theo tôi điên hết cả người. Ôi giời ơi, mấy cái thằng cò mồi này nó dai như đỉa ấy ông ạ. Đấy. Này, nhưng mà tôi nghe nói nhá, chúng nó dẫn được một khách ấy, là tiền hoa hồng của nó kiếm cả 100 triệu. Cảm ơn. Ôi cả 100 triệu cơ. Lại chả thế, cho nên nó mới liều mình vào đây. Chú bán máu đấy à? Để không. Tìm người để dẫn khách. Chú ăn cái bánh đi cho lại sức ạ. À, cho pha cho chú cốc trà gừng nhá. Nó bảo là nếu mà hiến thận cho viện ấy thì trả được bao nhiêu tiền đâu. Đúng rồi. Nhưng mà nếu bán cho chúng nó thu được cả 100 triệu. À chà, 100 triệu. Nếu mà mình đồng ý thì nó đưa mình về nhà nuôi ăn nuôi ở. Một mình cầm đàn cứ hát mênh mông trời chiều, một người ngồi vẽ chữ yêu, một mình trải lòng giữa chốn hoang sơ cỏ dại, một mình ngồi buồn vu vơ, để rồi giọt đàn cứ ngấm vào chiều tà, để rồi lòng tự biết đau, buồn vì cuộc đời có quá nhiều giang dở, buồn cuộc sống không chút bình yên. Chạy trốn bon chen ngày thường, tìm về nơi thênh thang chỉ có ta, ngồi hát bài hát riêng ta. Ai à, ta viết cho ta. Ai à, thời gian vẫn trôi. Ai à, tình yêu đã qua. Ai à, cuộc sống riêng ta chỉ dành cho ta. Ai à, buồn đau trong qua. Ai à, tình yêu sẽ quay lại. Ai à, yên
sớm cuộc đời của ta.